Xin chào các bạn, trên tay mình là một chiếc hộp Nintendo Switch Lite đặc biệt phiên bản Pokemon Sword and Shield. Hộp có phiên bản đặc biệt này có kích thước tương đương như phiên bản thường, chỉ khác biệt bởi màu sắc ở bên ngoài thôi. Bởi vì phiên bản này sẽ không có kèm theo game mà các bạn phải chờ đến ngày 15 tháng 11 thì game mới được phát hành. Bây giờ mình sẽ mở hộp. Thì ở trong hộp chắc chắn là cũng sẽ có những cái phụ kiện tương tự như phiên bản bình thường thôi, không có gì đặc biệt nhiều. Đây, chúng ta sẽ có một chiếc máy Nintendo Switch Lite phiên bản đặc biệt. Nó sẽ có một số thứ đặc biệt mình sẽ nói đến sau. Ở trong thì chúng ta sẽ có một cái sạc duy nhất, sạc liền với cáp USB-C, sạc 30W. Chui của cái sạc này sử dụng loại 3 chấu tiêu chuẩn của Hồng Kông. Phiên bản này là phiên bản Hồng Kông. Các bạn có thể mua đồ chuyển đổi hoặc là sắm riêng một cái cục sạc khác nếu mà lỡ mua bản Hồng Kông. Thì thành thật ra mà nói là tại vì mình thích Pokemon nên mình làm trên tay cái phiên bản này thôi, chứ cái máy nó cũng không có nhiều sự khác biệt, chủ yếu là về ngoại hình thôi. Ở phía sau thì Nintendo in chìm vào hình của Pokemon huyền thoại đại diện cho phiên bản này, đó là Zacian và Zamazenta. Thì có một cái điều thú vị là tên của hai cái con Pokemon này nó cũng thể hiện hai màu sắc của game. Thí dụ như là Zacian thì các bạn có thể nghe trong cái tên nó có chữ Cyan, tức là cái màu xanh, đó là cái màu xanh Cyan ở đây. Còn con Zamazenta ở đây thì nó có cái chữ Zenta, tức là cái màu magenta, nó đại diện cho phần màu ở đây. Ngoài ra thì cái hình dạng của hai cái con Pokemon này á, nó cũng thể hiện cái tên của game, đó là Zacian thì là một con sói ngậm một cái kiếm. Các bạn thấy cái kiếm ở đây, kiếm mà là sword. Và các bạn nếu mà có chơi game Dark Souls á, thì các bạn thấy con sói ở trong Dark Souls nó cũng có cái hình tượng tương tự như vậy, cũng là một con sói to và ngậm một cái kiếm. Zamazenta thì có cái tạo hình phía trước á, của nó, cái đầu con sói như là một cái khiên, là Shield, đó là đại diện cho cái phiên bản Shield của cái Pokemon lần này. Theo mình thì cái phiên bản này chỉ nên gọi là phiên bản Pokemon Sword and Shield của Nintendo Switch Lite thôi, chứ cũng không phải là phiên bản đặc biệt, bởi vì nó không có được tặng thêm vật phẩm hay là game gì cả. Nếu bạn là fan của Pokemon và cũng muốn mua một con Nintendo Switch Lite thì không chờ chờ gì nữa, có thể mua ngay một con này. Còn nếu ai đã có thì nếu thích thì có thể mua sưu tập thôi. Còn riêng với mình thì mình vẫn có rất là hạnh phúc với con Nintendo Switch màu xanh của mình, nó cũng rất là đẹp. Rồi, xin cảm ơn các bạn.